Linh sẽ làm cái thí nghiệm về cái khử độc của formula cho các bạn xem nha. Thì đây là hai cái ly sạch, Linh sẽ cho hai miếng gạc sạch vào, và nước này là nước uống nha, cho nước vào mỗi ly. Đây là cái chai Formula 4. Không, xin lỗi, đây là chai Bovidin. Cái chai này là để sát trùng vết thương nè. Nhưng mà nó độc nha. Nếu mà mình uống vào là nó sẽ bị ngộ độc. Thì Linh sẽ cho vào 2 ly nước. Đây, các bạn thấy gì không? 2 ly nước này nó sẽ có màu nâu. Màu nâu này nó sẽ thấm vào hai miếng gạc. Mình sẽ lấy hai miếng gạc lên cho các bạn xem, hai miếng gạc đều có màu nâu luôn. Thì bây giờ khi mình bị ngộ độc như vậy, mình sẽ lấy ra viên formula mình khử độc. Một ngày mình uống 2 đến 4 viên là cái liều để mà ngừa ung thư rất là tốt. Đây, mình chỉ cần cho nửa viên formula vào thôi nha. Nửa viên. Còn lại nửa viên lên uống cho mọi người xem. Uống cái này hàng ngày á, nó vừa ngừa được ung bướu mà nó làm trắng da. Tại vì cái tác dụng của formula là nó chống oxy hóa cực mạnh. Đây, cái muỗng còn dính màu. Nào, mọi người thấy không? Sau khi để nửa viên formula vào, mình khuấy lên là nó chuyển sang màu trắng liền, trắng tinh luôn, kể cả cái gạc cũng trắng tinh luôn. Rồi, cái ly này vẫn là màu nâu. Thì trong dân gian mình cũng có cái thử độc bằng chanh. Thì bây giờ mình thử nặng nửa trái chanh vào cái ly bên này nha. Đây. Thì sau khi nặng chanh vào á thì nó có nhạt màu hơn một tí, nó có nhạt, cái màu nâu nó nhạt đi một tí. Nhưng mà cái gạc nó vẫn màu nâu nè, nó không có trắng lại. Thì đây là khử độc bằng chanh, còn bên đây là khử độc bằng formula. Thì mình sẽ dùng hai cái giấy quỳ mình thử cho các bạn xem. Đây là hai cái giấy quỳ, cái màu này là màu trung tính của giấy quỳ. Thì mình nhúng đồng thời hai giấy quỳ vào hai ly nước. Các bạn thấy như thế nào ạ? Cái giấy quỳ bên cái khử độc bằng chanh nó chuyển sang màu đỏ. Nó chuyển sang màu đỏ tức là nó có tính axit. Thì cái điều này là hiển nhiên rồi, tại vì mình khử độc bằng chanh nè, thì nó phải là axit rồi. Thì khi nếu như vậy thì mình khử độc bằng chanh nó sẽ có rất là có hại cho cái đường ruột của mình. Còn bên này là giấy quỳ trung tính không đổi màu. Các bạn thấy giấy quỳ trung tính không? Thì cái sản phẩm này á, được các kể cả các cô nội trợ dùng để ngâm vào cái nước cuối cùng của rửa rau củ á, ngâm cái trái cây hoặc là rau củ vào cái nước cuối cùng, cho một cái viên formula này vào ngâm thì nó sẽ khử độc. Hôm bữa Linh có làm thử, Linh mua cái chùm nho về Linh rửa và lấy cái nước của chùm nho đó Linh thử cái giấy quỳ, thì cái giấy quỳ nó chuyển sang kiềm, nó chuyển sang màu xanh, tức là nó có ngâm quá chất. Thì sau khi Linh pha nửa viên này vào nước, Linh rửa lại thì giấy quỳ nó trung tính trở lại. Cho nên là được rất là nhiều các cô chú là dùng để khử độc những cái trái rau củ ăn liền trong gia đình. Xin bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.